Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trên website alobacsi.com, fanpage Alo Bác Sĩ Hỏi Bác Sĩ Trả Lời và trên nền tảng YouTube video Alo Bác Sĩ. Thực hiện chủ đề lần này sẽ là ra kinh lượng nhiều cũng như là cường kinh thì điều trị ra sao, một vấn đề được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Người sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lệ Quyên đến từ bệnh viện Từ Dũ. Dạ Hiền Thông, mến chào bác sĩ Lệ Quyên ạ. Chào Hiền Thông. Chào quý vị khán giả ạ. Đầu tiên thì chắc có lẽ là nhờ bác sĩ Lệ Quyên chia sẻ với tất cả quý vị khán giả là kinh nguyệt là gì và vì sao chị em phụ nữ chúng ta lại có kinh nguyệt ạ? Trong suốt cuộc đời của các chị em phụ nữ thì nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Đầu tiên là ở cái giai đoạn mà còn nhỏ đó, thì ở giai đoạn dậy thì các bé gái chưa có kinh nguyệt. Nhưng bắt đầu bước qua giai đoạn dậy thì được đánh dấu bằng cái chu kỳ kinh đầu tiên á, tức là lần ra máu âm đạo đầu tiên, thì đó là gọi là bước qua giai đoạn sinh sản. Thì chúng ta biết đó là kinh nguyệt, hiểu nôm na cho dễ nhớ là nguyệt, tức là mình nói theo là theo mỗi tháng á, giống như cái tuần trăng á, tức là mỗi tháng có kinh một lần. Kinh là mình ra huyết, tức là mỗi tháng thông thường người phụ nữ sẽ ra kinh một lần hay gọi là ra huyết một lần á. Thông thường chu kỳ nó sẽ rất là đều đặn, cứ mỗi tháng một lần. Đa số các chị em phụ nữ sẽ có kinh rất là đều, tức là khoảng đúng 28 cho tới 30 ngày sẽ có kinh một lần. Nhưng cũng có một số chị em thì cái chu kỳ kinh có thể ngắn hơn một chút. Có một số chị em có chu kỳ nó dài hơn một chút, và có một số chị em thì chu kỳ kinh nó hơi đảo lộn, có tháng ngắn tháng dài, thì tùy theo sinh lý của mỗi người khác nhau. Thưa bác sĩ Quyên, làm thế nào để mình biết là mình đang bị cường kinh? Có phải rằng là cứ hễ mà cái kỳ kinh nó kéo dài là mình gặp phải tình trạng này hay không ạ? Thật ra thì kinh nguyệt của người phụ nữ sẽ có nhiều đặc điểm khác nhau. Thông thường thì hàng tháng nó có một cái lượng kinh vừa phải thôi. Các chị em sẽ có kinh khoảng từ 3 đến 5 ngày và thường là không kéo dài quá 7 ngày. Tuy nhiên nó sẽ có một số tình trạng bất thường như sau. Thứ nhất là lượng kinh nó nhiều hơn bình thường thì người ta gọi là cường kinh. Nhưng mà nếu mà lượng kinh nó kéo dài hơn bình thường, tức là nó kéo dài hơn 7 ngày, có thể là 8, 9 ngày, 10 ngày, thậm chí có những chị em phụ nữ có thể là có kinh kéo dài cả tháng, tức là ra huyết hoài hoài không có ngưng, thì cái đó người ta gọi là rong kinh. Tức là hai cái khái niệm là rong kinh hay là cường kinh. Thì thông thường mỗi bệnh lý liên quan tới vấn đề sản phụ khoa thì đều có cái nguyên nhân khác nhau. Thì chủ đề hôm nay chúng ta tập trung vào vấn đề cường kinh, tức là cái lượng kinh nó nhiều hơn bình thường. Thì thông thường các chị em hay hỏi là không biết sao là nhiều, đúng không? Có những chị em thì thông thường mình sẽ theo dõi cái chu kỳ kinh của mình bình thường. Những cái ngày đầu tiên mình ra kinh thường là ngày 1, ngày 2, ngày 3 là những cái ngày mà thông thường cái lượng kinh nó sẽ nhiều hơn các ngày khác. Là vì những cái ngày này là cái nội mạc tử cung nó vừa mới bong tróc ra. Và những ngày sau, ví dụ ngày 4, ngày 5 thì thông thường cái lượng kinh nó sẽ bắt đầu giảm đi, sau đó nó ngưng luôn. Thì chúng ta biết là nếu mà chúng ta theo dõi tốt cái chu kỳ kinh của mình, tự nhiên thấy bình thường chu kỳ kinh của mình, chỉ mỗi ngày mình thay từ 3 đến 5 băng vệ sinh và cái lượng nó không nhiều lắm, tự nhiên tháng này mình thấy ra kinh nhiều đột ngột, có thể là kèm theo những cái cục máu đông, hoặc là có những chị do một cái dấu hiệu rất là dễ để các chị em nhận biết, đó là thông thường mình có thể cái tháng đó mình ra kinh nhiều, đôi khi nó sẽ làm cho mình hơi chóng mặt, vã mồ hôi. Và cái triệu chứng ra huyết nhiều báo động là ví dụ như là trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà các chị em mình phải nó ra máu kinh mà ướt đẫm hai cái băng vệ sinh trong vòng 1 tiếng đồng hồ, thì chúng ta thấy đây là một cái dấu hiệu báo động là chúng ta đang ra kinh nhiều rồi đó. Thưa bác sĩ Lệ Quyên, cũng có nhiều chị em phụ nữ là không phải là một tháng mà là họ sẽ cái chu kỳ của họ mỗi tháng đều là ra nhiều như vậy. Như bác sĩ Lệ Quyên có chia sẻ là gây mệt mỏi, chóng mặt và thậm chí là có nhiều người cảm giác mắc ói nữa. Thì thưa bác sĩ Lệ Quyên, nếu như tình trạng này như vậy kéo dài nhiều tháng thì nó có gây ra những biến chứng và nguy hiểm gì hay không ạ? Thông thường lời khuyên đối với các chị em phụ nữ là khi mà mình có kinh bất thường, đó là khi mà lượng kinh mình nhiều nè, hoặc là mình có đau bụng kinh, hoặc là mình kinh mình kéo dài, thì mình nên đi khám sớm. Bởi vì sao? Kinh mình khi mình ra kinh tức là mình có mất máu. Cái lượng máu kinh nếu mà hàng tháng chỉ mất máu ở cái số lượng ít thôi và mình có thể bù lại bằng chế độ ăn uống, bù và uống thuốc bổ chẳng hạn. Nhưng mà nếu mình lượng ra kinh mình nhiều quá, chúng ta hơi tưởng tượng là chúng ta đang mất máu liên tục như vậy, thì một cái vấn đề rất là lo lắng đối với các chị em phụ nữ đó là thiếu máu. Tại vì cái lượng ăn của mình, cái lượng sắt mà mình bổ sung để tái tạo máu thì có thể không đủ với cái lượng mà máu mất ra hàng nhiều như vậy. Và kèm theo nữa là thông thường tất cả các vấn đề liên quan tới rối loạn kinh nguyệt á, những cái nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt, ví dụ
như là u xơ tử cung hay là bệnh lý lạc động mạch tử cung, hoặc là những cái trường hợp khác ví dụ như polyp cổ tử cung hay là những cái trường hợp ung thư cổ tử cung, nó cũng làm mình ra huyết như vậy mà không biết đó là có phải là cái nguyên nhân từ đâu mà cứ ra huyết hoài như vậy thì chúng ta sẽ không cầm máu được. Nên là lời khuyên của bác sĩ sản phụ khoa đối với các chị em phụ nữ là khi mình có triệu chứng bất thường thì mình đi khám sớm. Có những cái bệnh lý mà gây rối loạn kinh nguyệt á, cường kinh hoặc là rong kinh, thì mình chữa trị đúng cái nguyên nhân thì nó sẽ hết. Trong khi nếu mà chúng ta có thể rong kinh, rong huyết, nó là cái dấu hiệu báo động của một tình trạng bệnh. Yeah. Mà chúng ta không đi khám thì có thể khi chúng ta phát hiện thì cái bệnh đã quá nặng rồi. Dạ, như vậy vào những cái ngày mà chúng ta gặp phải cái tình trạng là mình ra máu nhiều như vậy thì khi mệt mỏi cũng như là nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc và học tập. Thì thưa bác sĩ, lời khuyên trong những ngày này chúng ta nên có một cái chế độ ăn uống như thế nào cũng như là sinh hoạt ra sao, và mình có nên là, nhiều người vẫn chia sẻ với Alo bác sĩ rằng là họ có trữ sẵn cho mình một cái vị thuốc gọi là thuốc sắc đó, là vào những cái ngày đó thì mình sẽ uống, thì mình uống bao nhiêu là vừa phải ạ? Thật ra trong những cái ngày hành kinh ấy, thì các chị em phụ nữ có rất là nhiều điều lo lắng. Thứ nhất là không biết là kinh của mình như vậy ra nhiều thì có sao hay không. Rồi kinh của mình như vậy, cái tính chất máu kinh như vậy là bình thường hay không, mà cần phải ăn uống bổ sung như thế nào. Thì cái điểm đầu tiên là chúng ta biết là nếu chúng ta có một kỳ kinh bất thường, có nhiều chị em sẽ bắt đầu thấy lo lắng là đang ra huyết sợ lắm, thấy là thấy ngại đi khám với các bác sĩ, không biết là có đi khám hay không, và thậm chí là đợi cho khi hết hẳn rồi mới ra kinh. Nhiều khi có những chị em phụ nữ mà các bác sĩ sản phụ khoa cũng đã gặp rồi, là có những chị em ra kinh 3 tháng, hỏi bác sĩ hỏi sao chị không đi khám sớm hơn, thì nói là tại vì em thấy đang ra huyết nên em sợ. Thì cái triệu chứng là đối với bác sĩ sản phụ khoa, nếu mà mình thấy ra máu bất thường mình cứ đi khám, không cần ngại ngần gì hết. Còn đối với những cái chu kỳ kinh bình thường thì chúng ta lưu ý là ví dụ trong những cái ngày kinh bình thường thì đôi khi chúng ta sẽ có thấy hơi trằn trằn bụng. Đó là vì cái tử cung của mình nó co bóp để cho mình tống xuất hết cái máu kinh ra ngoài. Chúng ta hiểu kinh nguyệt tức là hàng tháng thì cái nội mạch tử cung của chúng ta sẽ dày lên để có thể là mình thụ thai. Nhưng mà nếu không thụ thai thì cái lớp nội mạc nó sẽ bong tróc ra. Nên là vì cái tình trạng bong tróc này, tử cung mình nó sẽ hơi co bóp nhẹ nhẹ để cho tống xuất máu kinh, rồi cho sau đó chúng ta sẽ tạo thành một cái chu kỳ kinh, một cái chu kỳ nội mạc tử cung mới. Thì chúng ta những cái ngày này sẽ thấy đau bụng, hơi khó chịu, thì đương nhiên trong những tình trạng mà chúng ta đang ra huyết, hơi khó chịu trong người thì đôi khi các chị em sẽ thấy là mình sẽ thấy mệt mỏi lắm. Thì những cái ngày mà mình đang hành kinh thì tốt nhất là mình vận động nhẹ nhàng thôi, mình làm việc cũng đừng có quá sức ở những ngày này. Và điểm rất là quan trọng là chúng ta phải vệ sinh thật tốt, đảm bảo cho chúng ta không có bị viêm nhiễm. Thì chúng ta biết là cái môi trường mà máu kinh á, là một cái môi trường nếu chúng ta để lâu quá 4 tiếng đồng hồ thì nó là một cái điều kiện để cho phát triển vi khuẩn và dễ bị nhiễm trùng hơn. Và chúng ta biết là nhiễm trùng trong những ngày hành kinh mà nếu chúng ta có viêm nhiễm ở cái giai đoạn này thì nó cũng dễ nặng hơn. Về cái vấn đề ăn uống trong những ngày hành kinh thì đối với các chị em phụ nữ thì vẫn giống như Thục nói, là nếu mà chúng ta uống thuốc bổ thì thật ra uống thuốc sắc một cách định kỳ ở trong chu kỳ á, trong ví dụ trong suốt 30 ngày thì có những chị em á là mình uống thuốc bổ sắc trong vòng khoảng 10 ngày hành kinh là hoàn toàn tốt. Chúng ta biết á là có một cái điểm mà thông thường có thể có nhiều chị em không biết, đó là trong cái vị thuốc ngừa thai của mình á, thì cái trong cái vị thuốc ngừa thai mà uống 28 viên á, thì thông thường chỉ có 21 viên nội tiết và 7 viên thuốc còn lại là 7 viên thuốc thông thường là chứa sắt. Đó là thuốc bổ để cho các chị em phụ nữ là trong những ngày mình hành kinh thì có một cái lượng sắt bổ sung. Thì mình bổ sung sắt nó sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nó sẽ tùy thuộc vào chế độ ăn của mình bình thường có đủ sắt hay không. Ví dụ như sắt nó có trong nhiều loại thức ăn, ví dụ như là thịt, cá, tôm, cua và những cái loại rau mà đậm màu á, ví dụ như là những cái rau xanh của mình đậm màu á, là những cái rau mà chứa nhiều sắt. Thì chúng ta nếu mà chúng ta ăn một cái chế độ ăn bổ sung sắt tốt rồi thì có thể chúng ta không cần uống, nhưng mà nó còn tùy thuộc nữa. Không ai dám chắc là mình có một cái chế độ ăn hợp lý, chưa kể là những ngày hành kinh á, có rất là nhiều chị em phụ nữ bị đau bụng và hơi mắc ói, là cảm giác mình ăn không được. Thì những cái bữa này thật sự nó là mình có thể là nguồn cung cấp dinh dưỡng của mình có thể ra không tốt rồi. Và thứ hai nữa là thông thường ở những cái chu kỳ hành kinh các bạn sẽ thấy đau bụng mắc ói nên khó ăn lắm. Nếu chúng ta ăn nhiều trong một bữa thì chúng ta sẽ dễ mắc ói, đau bụng hơn. Và vì vậy nên lời khuyên của các bác sĩ là khi mà chúng ta ở trong những kỳ hành kinh, nếu chúng ta mắc ói hoặc khó chịu, có những cái triệu chứng mà rối loạn tiêu hóa kèm theo, thì chúng ta nên chia nhỏ bữa ăn ra thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, nếu đúng như là cường kinh thì thưa bác sĩ lời khuyên đến các cơ sở y tế thì chị em phụ nữ sẽ có những phương pháp điều trị như thế nào ạ?
Thông thường á, khi các chị em phụ nữ đi đi tới một cái cơ sở y tế, ví dụ như là tới một bệnh viện sản phụ khoa để kiểm tra coi là vấn đề cường kinh của mình như thế nào, thì bác sĩ sản phụ khoa đầu tiên là sẽ hỏi bệnh sử để xem là cái triệu chứng cường kinh của mình đã xuất hiện bao lâu rồi. Có những chị em xuất hiện cái triệu chứng cường kinh nó có thể 2-3 năm rồi, nên là tổng trạng có thể xanh xao, thiếu máu chẳng hạn. Rồi bác sĩ cũng sẽ hỏi thêm để coi tiền căn gia đình của mình, xem là trước đây có cái bệnh lý gì không. Chúng ta biết là thông thường khi nhắc tới cường kinh á, thì các chị em phụ nữ hay nghĩ là mình có một cái u gì hay không, hoặc là ví dụ u xơ tử cung hoặc là nội mạc tử cung. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa, đó là có một số bệnh lý huyết học có yếu tố gia đình thì nó cũng gây ảnh hưởng tới kinh nguyệt của các chị em phụ nữ nữa. Nên thông thường khi các chị em đi khám sẽ được bác sĩ rất là quan tâm hỏi han cả tình hình, thử coi gia đình mình có ai có bị mắc cái bệnh lý về máu gì hay không, và hỏi thử xem trước đây mình có vấn đề bệnh lý gì khác, kể cả bệnh lý ngoài nội ngoại khoa và bệnh lý sản phụ khoa luôn. Thì sau đó thì các bác sĩ sẽ đánh giá một cách tổng quát xem là mình cái nguyên nhân ra máu từ đâu. Có nhiều chị em phụ nữ thì tự nhiên thấy mình ra máu âm đạo thì cứ sợ vậy thôi, nhưng mà không có biết là ra từ đâu. Nhưng mà đôi khi có những trường hợp là có những cái polyp ở cổ tử cung chẳng hạn, nó sẽ ra máu từ cái cục polyp đó, hoặc là những trường hợp ung thư cổ tử cung nó cũng gây ra máu. Còn cái bệnh lý mà ra máu thường gặp hơn đó là bệnh lý u xơ tử cung. Thông thường sẽ tùy thuộc vào cái u xơ tử cung nó nằm ở cái vị trí nào trên tử cung thì nó sẽ dễ gây ra máu nhiều hay là cường kinh. Ví dụ như là những trường hợp mà u xơ tử cung nó nằm ở cái vị trí mà sát nội mạc tử cung hoặc là ở nó dưới niêm mạc luôn á, thì thông thường các chị em phụ nữ sẽ có cái triệu chứng ra máu rất là nhiều hoặc là ra máu kéo dài, thì cũng rất là nguy hiểm nếu mà mình không điều trị. Thì khi mà bác sĩ tìm được là cái nguyên nhân ra máu của mình là từ vị trí nào thì bác sĩ sẽ điều trị đúng cái nguyên nhân đó. Và thông thường đặc biệt là ở những trường hợp mà các chị em mà lớn tuổi á, ví dụ như ở cái giai đoạn mà gần mãn kinh hoặc là đã mãn kinh rồi tự nhiên ra máu nhiều trở lại, thì thông thường bác sĩ sẽ có một số cái loại, có thể chỉ định thêm một cái loại thủ thuật, đó là nạo sinh thiết. Tức là mình sẽ kiểm tra, mình lấy cái nội mạc tử cung ra, mình thử xem là cái nội mạc tử cung của mình có tế bào ác tính hay không, có cái bệnh lý gì ở nội mạc tử cung làm rong kinh rong huyết hoặc là cường kinh hay không. Thì cái thủ thuật này sẽ cân nhắc tùy thuộc vào nguyên nhân của chuyện ra máu và tùy thuộc vào cái tổng trạng của từng bệnh nhân khác nhau. Nên cái không phải trường hợp nào các chị em đi khám phụ khoa cũng được nạo sinh thiết, nên mình cũng đừng quá lo lắng. Mình sẽ được nạo sinh thiết khi nào bác sĩ cần loại trừ bệnh lý là bệnh lý ở nội mạc tử cung mà gây rong huyết. Và sau khi mà đánh giá một cách tổng quát bao gồm là thăm khám nè, sau đó bác sĩ sẽ có thể là cho mình siêu âm và thử máu, đồng thời là nếu cần thì mình nạo sinh thiết á. Thì sau khi có kết quả đầy đủ, bác sĩ sẽ đánh giá cái nguyên nhân ra máu của mình là đâu, thì sẽ có quyết định là mình điều trị, có thể là điều trị nội khoa, điều trị bằng thuốc nội tiết hoặc là điều trị phẫu thuật, thì tùy thuộc vào cái nguyên nhân của ra máu. Dạ, xin được thay mặt cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này, và đặc biệt là với những ai đang gặp tình trạng này, rất là muốn biết những cái thông tin ngày hôm nay, thì xin được cảm ơn bác sĩ Lệ Quyên đã nhận lời tham gia cũng như là có những thông tin chia sẻ rất là hữu ích gửi đến cho tất cả quý vị, đặc biệt là với các chị em phụ nữ. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thương chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.